Chào mừng các bạn đã đến với kênh Hồng Nhung Vlog của mình. Lá xương xăm còn có tên gọi khác như dây xanh leo, dây xanh ba nhị, xanh tam, xăm xăm, vân vân. Đây là một loại dây leo, thân có lông mịn hoặc không có lông tùy giống, mọc rải rác trong rừng, thường gặp ở vùng núi đá vôi với độ cao dưới 300 m. Cây cũng được trồng ở trong vườn để lấy lá. Lá xương xăm có kích thước thay đổi, khi hình trái xoan nhọn, khi hình tim ở gốc, mũi nhọn cứng ở đầu, thường dài từ 4 đến 13 cm, rộng 2 đến 6 cm. Bề mặt lá dai và nhẵn, không xẻ thùy. Có 3 gân chính trên lá, gân con thành mạng, cuốn lá mảng và ngắn. Tại Việt Nam, xương xăm có hai loại là xương xăm lá láng, lá trơn nhẵn, không lông, và xương xăm lông, lá và dây có lông tơ mịn. Trong lá xương xăm có nhiều dược liệu với hàm lượng cao như flavonoid, phenolic, các axit béo và alkaloid. Flavonoid và phenolic là những chất chống oxy hóa cao. Có 3 loại axit béo có vai trò trong tăng cường chức năng B-glycoprotein trong vài dòng tế bào đa kháng thuốc. Các alkaloid từ lá xương xăm như tilicorinin. Tilicorinin có hoạt tính kháng khuẩn và chống sốt rét. Những công dụng của lá xương xăm bao gồm: thứ nhất, thanh nhiệt. Làm thạch từ lá xương xăm là cách dùng đơn giản và phổ biến nhất từ lá xương xăm. Theo đông y, lá xương xăm có vị ngọt, thanh, nhạt, tính mát, không độc. Làm thạch từ lá xương xăm giúp thanh nhiệt rất tốt, đặc biệt vào mùa hè nắng nóng. Ngoài ra, có thể giã nhỏ lá xương xăm hòa với nước và đường để làm nước ép uống hàng ngày. Thứ hai, giúp hạ sốt. Lá xương xăm có công dụng hạ sốt hiệu quả và nhanh chóng cho người già và trẻ nhỏ. Có thể dùng lá xăm để làm thạch hoặc giã nhỏ chắc lấy nước uống khi có triệu chứng sốt. Tuy nhiên, nếu dùng lá xương xăm nhưng không giúp giảm sốt thì nên liên hệ với bác sĩ kịp thời. Thứ ba, chống táo bón. Lá xương xăm còn giúp cải thiện chức năng hệ tiêu hóa, chống táo bón hiệu quả. Tình trạng táo bón thường gặp cho chế độ ăn thiếu chất xơ, phân ở đại tràng quá lâu ngày bị tái hấp thu nước nên đóng thành khuôn, khô cứng, khó đi. Dùng lá xương xăm làm thạch có chứa nhiều nước, giúp tăng thể tích dịch trong lòng luộc, làm cho phân mềm ra, dễ đi hơn, chữa táo bón. Thứ tư, giảm cân. Lá xương xăm là một thực phẩm giảm cân lý tưởng. Do khi dùng lá xương xăm để làm thạch thì lượng calo trong thạch rất thấp, nhiều khoáng chất vi lượng, lại chứa nhiều nước. Bên cạnh đó, đối với những người mong muốn giảm cân, việc ăn nhiều thạch làm từ lá xương xăm sẽ chống tình trạng táo bón, giúp thanh lọc cơ thể nên có thể áp dụng để giảm cân nhanh chóng. Thứ năm, hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường. Trong một nghiên cứu gần đây, các nhà khoa học đã nhận thấy tiềm năng của các hoạt chất có trong lá xương xăm giúp hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường hiệu quả. Tác dụng hạ đường huyết được cho là do lá xương xăm giúp giảm sự phóng thích glucose từ gan. Các hoạt chất có trong lá xương xăm còn có khả năng làm nhạy cảm insulin, kích thích insulin từ tuyến tụy. Thứ sáu, chống oxy hóa. Lá xương xăm chứa các hoạt chất phenolic được chứng minh là có khả năng oxy hóa mạnh. Thứ bảy, chống ung thư. Lá xương xăm có khả năng ức chế tế bào ung thư phổi và ung thư buồng trứng do có chứa hàm lượng flavonoid khá cao. Đây là một chất chống oxy hóa cực mạnh, giúp hỗ trợ và ngăn ngừa bệnh ung thư, cải thiện hệ miễn dịch, giúp hấp thu vitamin C và cân bằng oxy hóa trong cơ thể. Thứ 8, hỗ trợ chữa bệnh tiểu khó. Một số thầy thuốc đông y cho rằng việc ăn lá xương xăm hoặc chắc lấy nước uống rất tốt cho hệ bài tiết, nhất là thận. Do đó, trước khi áp dụng thuốc kháng sinh để điều trị các tình trạng khó tiểu, tiểu buốt, nên dùng lá xương xăm để làm thạch ăn hàng ngày. Thứ 9, chữa khó tiêu, đau bụng. Khi gặp phải tình trạng khó tiêu, đau bụng, hãy dùng lá xương xăm vò sạch và với một ít đường nấu lên thành thạch sẽ giúp giảm nhẹ các triệu chứng
này đáng kể. Thứ 10, hỗ trợ điều trị cao huyết áp. Tình trạng mỡ trong máu là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến lòng mạch bị thu hẹp, làm áp lực máu tăng cao gây ra bệnh lý cao huyết áp. Theo Đông y, nhờ khả năng ngăn cản quá trình tụ mỡ thừa ở thành mạch mà lá xương sâm có tác dụng tốt trong hỗ trợ điều trị bệnh cao huyết áp. 11. Trị bệnh gút. Theo một số nghiên cứu cho thấy, tinh chất được chiết xuất từ lá xương sâm có khả năng ổn định nồng độ axit uric trong máu. Vì vậy, những ai mắc phải căn bệnh này nên dùng lá xương sâm để uống hoặc làm thạch ăn sẽ hỗ trợ rất tốt. Một số lưu ý khi dùng lá xương sâm có tác dụng thanh nhiệt, nhuận rường tốt khi sử dụng đúng cách và phù hợp. Không nên ăn thạch làm từ lá xương sâm hoặc uống nước lá xương sâm quá nhiều mỗi ngày sẽ làm đầy bụng, lạnh bụng, khó tiêu. Làm thạch từ lá xương sâm khá dễ nên tự làm, vì mua ở ngoài thường không đảm bảo vệ sinh, có thể gây ra một số tình trạng về đường tiêu hóa như viêm ruột, tiêu chảy, vân vân.
đã dành thời gian xem video của mình. Nếu như các bạn thấy video hay, hãy đăng ký kênh, like, share, bình luận và nhớ nhấn chuông để nhận thông báo về video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video theo nhé.